Giá vàng lần đầu chạm sát ngưỡng 1.800 đô la Mỹ một ounce cho thấy dự báo của các chuyên gia là đúng. Trước xu hướng bật tăng mạnh mẽ, các chuyên gia dự báo khủng vàng 300 triệu đồng một lượng có đà quay trở lại. Bám sát vàng, đồng liên tục bứt phá trong năm 2021. Tình thú vị, thợ mỏ thủ công ở Tanzania tìm thấy những viên đá quý hiếm lớn trị giá 3,3 triệu đô la. Tất cả sẽ có trong bản tin tỷ giá FBNC ngày hôm nay. Ngọc Mai xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình tỷ giá FBNC và mở đầu thì hãy cùng với Ngọc Mai điểm qua những thông tin quan trọng trên thị trường vàng thế giới. Thưa quý vị, vào đêm qua thì thị trường vàng đã ghi nhận một trường hợp lịch sử, đó là trong một khoảnh khắc thì giá vàng thế giới đã vọt lên gần chạm ngưỡng 1.900 đô la Mỹ một ounce. Đây là giá trị vàng cao nhất đạt được kể từ năm 2012. Ngưỡng giá kỷ lục này đã cho thấy dự báo của vài chuyên gia trong thời gian qua là đúng. Tuy vậy, việc chạm được ngưỡng giá kỷ lục và duy trì được nó là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau khoảnh khắc lịch sử này chỉ tồn tại trong khoảng thời gian rất ngắn và mở cửa phiên hôm nay thì giá vàng đã giảm lại gần 10 đô la Mỹ về gần bằng phiên ngày hôm qua. Ghi nhận cụ thể lúc 11 giờ hôm nay thì giá vàng thế giới so với phiên hôm qua đã giảm nhẹ 3,9 đô la Mỹ cả hai chiều, điều chiều bán ra xuống mức là 1.764,7 đô la Mỹ một ounce chiều mua vào thì xuống mức là 1.764,2 đô la Mỹ một ounce. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ tư theo giờ Hoa Kỳ, hợp đồng vàng giao tháng 8 giảm 6,9 đô la Mỹ, tương đương 0,4% xuống 1.775,1 đô la Mỹ một ounce, sau khi cũng vọt lên một khoảnh khắc kỷ lục đạt 1.796,1 đô la Mỹ vào đêm hôm qua và mặc dù các chuyên gia vẫn cực kỳ lạc quan về ngưỡng tăng của vàng kể cả trong ngắn hạn và dài hạn. Thế nhưng thị trường vàng vẫn đang bị chi phối bởi hai luồng ý kiến từ các nhà đầu tư. Đầu tiên theo Michael Matusek, nhà giao dịch tại US Global Investor nhận định thông tin về sự lây lan gia tăng dịch Covid-19 trên toàn cầu đã khiến giới đầu tư lo lắng và họ chọn giải pháp là lấy tiền mặt và thu gọn các danh mục đầu tư lại. Ngược lại với quan điểm trên, Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao của Kitco Mentors cho biết sự gia tăng của các ca nhiễm COVID-19 mới đã gây ra các cuộc tranh luận Ngược lại với quan điểm trên, Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao của Kidcomendos cho biết sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 mới đã gây ra các cuộc tranh luận về việc liệu các biện pháp phong tỏa sẽ được khôi phục hay không. Và điều này có nghĩa là các nền kinh tế đang phục hồi sẽ lại chịu thêm tổn thương. Khi đó, vàng với vai trò là nơi trú ẩn an toàn sẽ chứng kiến đà tăng giá. Trong khi đó, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vào ngày thứ Tư đã hạ dự báo kinh tế năm 2020 xuống mức là âm 4,9%, cho biết đại dịch Covid-19 có thể gây ra suy thoái chưa từng thấy đối với hoạt động toàn cầu. Càng củng cố nhận định của ông Jim Wyckoff. Tính từ đầu năm tới nay, thì giá vàng đã tăng 16% nhờ các gói kích thích kinh tế khổng lồ và việc cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương trước xu hướng bật tăng mạnh mẽ của vàng thì một vài chuyên gia đã mạnh dạn quay trở lại với các dự báo kỳ vọng vàng đạt ngưỡng 3.000 đô la Mỹ một ounce hoặc thậm chí là mức 10.000 đô la Mỹ một ounce tương đương gần 300 triệu đồng một lượng. FBNC sẽ cập nhật chi tiết về những dự báo này trong phần tổng quan thị trường vàng. Trở lại với thị trường vàng tại Việt Nam, giá vàng miếng sau khi vượt mốc 49 triệu một lượng trong phiên hôm qua thì đã vững chãi nêu mình bất động tại ngưỡng giá này để chờ đợi những thông tin tác động tiếp theo từ thị trường. Cụ thể như bảng giá niêm yết vàng miếng SJC của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC mà quý vị đang nhìn thấy, chiều bán ra vẫn niêm yết tại ngưỡng là 49 triệu 180 000 đồng một lượng, chiều mua vào ở mức là 48 triệu 800 000 đồng một lượng. Tại thị trường Hà Nội thì giá bán ra cao hơn thị trường thành phố Hồ Chí Minh 20 000 đồng một lượng tại các tổ chức kinh doanh và tiệm vàng tư nhân ở Việt Nam lại ghi nhận một phiên điều chỉnh giảm đều trong phạm vi từ 50 đến 100 000 đồng như số liệu mà quý vị đang thấy. Theo đó, thì cả PNG, Doji, Bảo Tính Minh Châu và Phú Quý đều đang niêm yết mức giá xấp xỉ nhau trong khoảng là 49 triệu 100 đến 49 triệu 200 000 đồng một lượng đối với chiều bán ra. Còn chiều mua vào thì cũng trong ngưỡng là 48 triệu 820 đến 48 triệu 930 000 đồng một lượng chiến lệch mua bán vẫn đang giữ khá hẹp ở mức là 170.000 đồng một lượng để kích thích nhu cầu mua bán. Tuy vậy, Phú quý STC lại đang giữ chân lệch khá rộng tại mức là 300.000 đồng một lượng. Đối với thị trường vàng nữ trang thì trong phiên hôm nay cũng ghi nhận đà điều chỉnh giảm để cân bằng lại sau 3 phiên bật tăng liên tiếp. Tuy vậy thì ghi nhận đặc biệt ở giá vàng nữ trang 4 số 9 lại điều chỉnh tăng 280.000 đồng ở chiều bán ra lên vượt ngưỡng 49 triệu một lượng, nằm tại mức là 49 triệu 030.000 đồng một lượng. Các loại vàng 24K, vàng 18K, vàng 14K và vàng 10K cũng giảm từ khoảng là 30.000 đồng một lượng như số liệu mà quý vị đang quan sát được ở trên màn hình. Như vậy hiện tại dẫu trôi sụp không ổn định, tuy nhiên giá vàng vẫn đang neo trên ngưỡng giá kỷ lục trong vòng 8 năm qua. Theo báo cáo vàng mới nhất của Edison Investment Research, thì với phản ứng của Cục Dự trữ Liên bang về cuộc khủng hoảng Covid-19, giá vàng có khả năng lên tới gần 1.900 đô la Mỹ một ounce, với tiềm năng tăng cao hơn nữa là tới 3.000 đô la Mỹ một ounce, và thậm chí mức dự báo khủng 10.000 đô la Mỹ một ounce, tương đương gần 300 triệu đồng một lượng, đã được lặp lại trong thời điểm hiện tại. Giám đốc nghiên cứu đầu tư của Edison Charles Gibson nói, triển vọng này dựa trên dự đoán rằng cuộc khủng hoảng coronavirus là kéo dài và bản cân đối của Cục Dự trữ Liên bang sẽ ổn định hoặc tiếp tục gia tăng. Với tổng cơ sở tiền tệ của Hoa Kỳ hiện ở mức là 5,1 triệu đô la Mỹ, giá vàng rất có thể được dự đoán sẽ tăng lên 1.892 đô la Mỹ một ounce và có khả năng cao tới 3.000 đô la Mỹ một ounce. Gibson đã viết trong báo cáo dự đoán xu hướng vàng của công ty nghiên cứu đầu tư. Những yếu tố hỗ trợ vàng tại thời điểm này là sự kết hợp của các yếu tố, bao gồm chính sách in tiền khổng lồ của Fed, làn sóng Covid-19 thứ hai và nỗi lo về khủng hoảng kinh tế. Theo Gibson, hành động của Fed để đối phó với cuộc khủng hoảng coronavirus là chìa khóa có thể lấy vàng trên 3.000 đô la Mỹ một ounce thậm chí theo ông dan oliver người sáng lập của mermican capital nhận định bản cân đối của cục dự trữ liên bang có nguy cơ mất giá và nếu tài sản cơ sở thất bại thì vàng sẽ phản ứng bằng cách là tăng giá lên cân bằng bản cân đối của fed nguyên văn ông oliver chia sẻ như sau như bạn biết thì Fed đã tham gia vào những chính sách tiền tệ có 102 vì tác động của đại dịch và do đó thì giá vàng đang tăng lên một cách tương xứng. Tôi cho rằng vàng sẽ đạt mức là 10.000 đô la Mỹ một ounce, tương đương gần 300 triệu đồng một lượng. Vừa qua thì công ty đánh giá thị trường Fed Solution cũng đã dự báo đà phục hồi của một kim loại khác hot không kém vàng đó là đồng. Fed Solution hy vọng thị trường đồng sẽ tiếp tục bước phá như vậy hiện nay để có thể quay trở lại với đà tăng. Giá đồng đã giảm xuống mức thấp nhất trong tháng 3 do các thị trường trên toàn cầu đóng cửa bởi Covid-19, đè nặng lên nhu cầu đồng và dẫn đến tâm lý rủi ro đáng kể giữa các nhà đầu tư. Fitch cho biết, giá đồng hiện đã hồi phục hơn 20% được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng ở nền kinh tế lớn thứ hai là Trung Quốc và sự sụt giảm nhanh chóng của hàng tồn kho đồng toàn cầu. Hơn nữa, Fitch Solutions chỉ ra rằng một sự tăng trưởng rộng hơn trong hoạt động kinh tế toàn cầu sẽ thúc đẩy nhu cầu đồng và hỗ trợ tâm lý chung của nhà đầu tư trên thị trường bằng chứng là các nhà đầu tư trên cả sàn giao dịch kim loại London và Comex liên tục tích trữ đồng kể từ tháng 3, là một dấu hiệu hỗ trợ khác cho thấy giá đồng tiếp tục theo xu hướng tăng trong thời gian tới. Nhìn chung, Fitch dự báo mức tiêu thụ đồng năm 2021 sẽ tăng 1,8% so với cùng kỳ, góp phần đẩy giá lên mức trung bình ước tính là 6.100 đô la Mỹ một tấn. Về lâu dài, Fitch Solutions dự kiến thị trường sẽ chứng kiến sự tăng trưởng hàng loạt của các kim loại quý, đơn cử như đồng sẽ tăng 1,2% vào năm 2021 và vàng sẽ tăng trưởng 2,5% trong cùng năm. Thưa quý vị, trên thị trường kim loại quý hôm nay cũng đã ghi nhận một tin vui cho một thợ mỏ thủ công tại đất nước Cộng hòa Thống nhất Tanzania. Khi người thợ mỏ này gần như đã trúng số độc đắc vào hôm thứ Tư, sau khi chính phủ trao cho anh ta một tấm sát trị giá 7,74 tỷ Shilianian, tương đương 3,35 triệu đô la Mỹ cho hai viên đá quý Tanzanit lớn nhất từng được tìm thấy. Hai viên đá quý màu xanh tím đậm, mỗi viên có kích thước bằng cẳng tay, được thợ mỏ Sunny New Laser phát hiện tại một trong những khu mỏ Tanzania ở phía bắc của đất nước, được bao quanh bởi một bức tượng để kiểm soát việc buôn lậu đá quý xuyên biên giới. Theo thông tin từ khu mỏ, viên đá quý đầu tiên nặng 9,27 kg, trong khi viên thứ hai nặng 5,3 kg. Đá Tanzania là một loại đá quý chỉ được tìm thấy ở một số khu vực phía bắc của quốc gia Đông Phi, hai viên đá quý này sau đó đã được ngân hàng Tanzania mua lại với giá là 7,74 tỷ sila anian tương đương 3,35 triệu đô la Mỹ. vì tìm thấy hai viên đá quý giá trị này được coi là một sự kiện lịch sử kể từ khi mỏ bắt đầu hoạt động khai thác. Tổng thống John Magufuli thậm chí đã gọi điện để chúc mừng người thợ mỏ laser trực tiếp trên truyền hình. Đây là một xác nhận rằng đất nước Tanzania của chúng ta giàu có. Tổng thống Magufuli nói với Bộ trưởng Khai khoáng Doto Biteku tanzania năm ngoái đã thành lập các trung tâm thương mại trên khắp đất nước để cho phép các nhà khai thác thủ công bán đá quý và vàng cho chính phủ các thợ mỏ thủ công không thuộc quyền điều hành bởi bất kỳ công ty khai thác nào và thường khai thác bằng tay Chuyển sang những thông tin về tỷ giá ngoại tệ. Trong phiên hôm nay, tỷ giá euro đã ghi nhận đà giảm mạnh lại sau hai phiên tăng vừa qua như bảng giá chi tiết mà quý vị đang thấy. Giá một euro mua vào là 25.366 đồng, giảm 129 đồng và bán ra là 26.935 đồng, giảm 137 đồng. Về tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ sáng ngày 25 tháng 6, được ngân hàng nhà nước công bố ở mức là 23.230 Việt Nam đồng trên đô la Mỹ, tăng 2 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua những cập nhật mới nhất về phần tỷ giá ngoại tệ cũng đã kết thúc chương trình tỷ giá fbnc ngọc mai xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh fbnc